liền bao chưa? Liền bao luôn. Rồi bị nghẹn nữa rồi. Chạy quá tốc độ nữa bị nghẹn hả mọi người. Mấy anh này đang gom lúa vừa bắt chuột luôn nha mọi người. Có mấy chuột để trên rộng ha. Máy cắt cũng đang cắt ra ha. Cây trăm lá năm nha mọi người. Chỉ trưa này cây 105 nó chạy cũng khá là tốc độ ha. Ở đây là mấy anh đang cắt canh cắt lúa để bắt chuột đó. Ngồi một hàng luôn à. Không biết có chuột hay không rồi, mấy anh đợi bắt chuột nè mọi người. Rồi có chuyện gì rồi? Chuyện gì xảy ra? Bị nghẹt rồi. Rồi lên khói rồi, bốc khói luôn rồi. Chạy lẹ quá bị bốc khói luôn rồi. Rồi lên ngụt ngụt luôn rồi. Chạy sao bốc khói luôn rồi mọi người. Bị nghẹn lúa đây mọi người. Rồi khói gọi lên ngun ngút luôn rồi. Chắc cháy vậy còn gò quá. Lúa lên không biết dước gì mà lên khói ngun ngút luôn. Chạy quá tốc độ nha mọi người. Rồi máy hoạt động lại ha. Có chuột. Hay quá.
chuột bành kỳ luôn. Chuột mới phóng ra là anh chụp liền luôn à. Quá lẹ. Rồi bữa nay tới cục chuyện nữa nha. Đó. Miếng ruộng thì ít chuột mà quá trời anh em mất chuột luôn nè. Đó, đội ngũ bắt chuột anh em sẵn sàng chưa? Rồi đứng sát vô. Cách chụp. Bao nhiêu rồi đây à, khỏi được mấy con chuột dây ra nè. Rồi không có con nào. Rồi vậy là không có rồi mọi người. Đại hồi thì chuột nó gom vô trong giữa thì nó sẽ nhiều hơn ha. Rồi mấy anh em qua đây cũng chuẩn bị bắt chuột nữa mọi người. Gom qua đây. Đâu? Đang vô hả? À. À, đội ngũ anh em bữa nay thì có cả mấy chị nữa nha. À, mấy chị chụp chuột dữ lắm rồi nha. Ừ. Không biết có chuột hay không. Ơi con gì vậy? Con gì kìa? Con chuột. Trời lên bờ đó. Chốt. Rồi coi có chuột ra không? Không có luôn rồi. Giờ ngưng gần tiếng đồng hồ nè mọi người, thành ra chuột nó rút vô trong rồi, thành ra không có chuột. Đợi tí nữa tới cái lối cuối cùng á. Theo lẽ là chuột nó rất nhiều nha, nhưng mà mưa mấy bữa rồi chuột nó tản ra đi lên trên bờ cao hết đấy mọi người. Dính không? Mập quá trời chạy không nổi. Dính con nghe mọi người.
chuột chạy ra nhóc trơn kìa. Bắt không được nhiều, được 2 con 3 con. Ủa này bị gì ta? Sức bích xích hả? Phóng lên bay lại một cái ơi. Bay không cho hay chân chạy.